ngày 21 tháng 7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Mỹ, 33 tuổi, trú tại thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận để điều tra về hành vi đột nhập cửa hàng điện thoại, trộm cắp 26 chiếc điện thoại di động. Theo điều tra ban đầu, cách đây hơn một tháng, Mỹ đến thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thuê trọ để ở. Do có thời gian đến Đắk Lắk sinh sống và biết cửa hàng điện thoại của chị Vũ Hồng Hồng, 32 tuổi, ở đường Y Quang, phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, thường khóa cửa vào ban đêm, không có người ngủ lại trông coi, nên Mỹ đã nảy sinh ý định trộm cắp. Sáng ngày 17 tháng 6, Mỹ đón xe khách từ tỉnh Tây Ninh đến thành phố Buôn Ma Thuột, rồi ngồi tại một quán nước để quan sát, theo dõi cửa hàng điện thoại của chị Hồng. Đến khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 7, khi thấy người dân đã đi ngủ, cửa hàng của chị Hồng đã khóa ngoài, thì Mỹ liền đeo khẩu trang rồi trèo lên mái tôn cửa hàng điện thoại chị Hồng. Lúc này, Mỹ dùng kéo cắt mái tôn rồi buộc dây dù vào thanh sắt trên mái tôn và trèo xuống bên trong cửa hàng. Tại đây, Mỹ lấy trộm 26 điện thoại di động các loại, 13 thẻ cào điện thoại, 1 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác cho vào túi rồi leo lên mái tôn thoát ra ngoài, đón xe khách về lại tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Mỹ bán 22 chiếc điện thoại cho 6 cửa hàng điện thoại khác nhau trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh lấy tiền tiêu xài. Sau hơn một tháng tích cực điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã cử một tổ công tác đến thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh bắt giữ thành công Mỹ. Được biết, Mỹ từng có 4 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.